Hôm nay sẽ học về các từ điều khiển hoạt động OCW. Và các từ điều khiển thì được dùng để xác lập chế độ làm việc cụ thể trong quá trình hoạt động của bit 8259. Và nó có thể gửi các từ OCW này cho bit 3259 vào bất kỳ lúc nào sau khi mà khởi động hệ thống net. Đối với mà bit OCW1 thì OCW1 nó là cho phép hoặc là cấm nhận bất kỳ một cái cầu net ELQ nào đó từ mặt nạ. Đối với bit chuẩn thì địa chỉ thanh ghi chứa OCW1 là 21H. Còn đối với bit thợ, địa chỉ thanh ghi là chứa OCW1 là A1H. Chúng ta có đây ứng với D0 sẽ có M0, ứng với D1 có M1, đứng ứng với D2 có M2, ứng với D3 sẽ có M3. Và như vậy mỗi bit MI tương ứng với một cái giá trị ngắt nào đó, ILQ nào đó. Mỗi bit MI tương ứng với ILQ nào đó. Và khi mà MI bằng 1 thì mặt nạ ngắt được đặt, cấm bit nhận bất kỳ một cái tín hiệu ngắt nào khi mà MI bằng 1. Mặt nạ ngắt được đặt nó sẽ cấm bit nhận giá trị ILQ nào đó. Tức là nó gây ngắt. Còn nếu mà MI bằng 0 thì mặt nạ ngắt được xóa. Xóa, nó sẽ cho phép bit nhận tín hiệu ngắt. Và như vậy là hệ điều hành đã đặt cái mặt nạ che chắn các ILQ mà hệ thống chưa dùng đến. Còn một trường hợp nữa, đó là trường hợp OCW2. Đối với trường hợp OCW2 này thì nó dùng để chuyển đổi các ký hiệu ưu tiên và báo kết thúc ngắt ELQ. Địa chỉ thanh ghi chứa OCW2 là 21H đối với bit chủ và A0H đối với bit thợ. Còn riêng bit cho phép chọn một trong ba chế độ ưu tiên thì ta chọn chế độ ưu tiên nào? Ta chọn chế độ ưu tiên cố định. Cố định ILQ0. Có mức ưu tiên cao nhất
và ERV7 có mức ưu tiên thấp nhất. Có mức ưu tiên thấp nhất. Trong chế độ này thì IRV mức cao có quyền nó ngắt cái chương trình phục vụ, cái chương trình phục vụ ngắt có ưu tiên mức thấp hơn. Hay nó nói cách khác là nếu mà IRV ở mức cao ấy thì nó có được quyền ưu tiên nó ngắt chương trình phục vụ của cái mà cái tín hiệu nó đưa vào ấy, thấp hơn. Và ưu tiên thứ hai là ưu tiên quay vòng. Đối với ưu tiên quay vòng thì IRV nào được phục vụ thì bit IRV nói sẽ được xóa xuống không và tự động có mức ưu tiên thấp nhất. Điều này thực tế đã tạo ra các mức ưu tiên bằng nhau. Các IRV nào mà được phục vụ với cái IRV nào mà được phục vụ ấy, thì nó sẽ thì cái bit ISR ấy sẽ bị xóa xuống không, thì sẽ được xóa xuống không. Được xóa xuống không. Và sau khi nó xóa xuống không ấy, thì nó sẽ tự động ưu tiên mức thấp nhất. Điều này thực tế tạo ra các mức ưu tiên bằng nhau, do vậy nó tạo ra các mức ưu tiên bằng nhau. Và tiếp tục đối với cái phần OCW2 này thì ta còn phải xét ưu tiên đặc biệt của nó nữa. Người là cái ưu tiên này thì người lập trình có thể thay đổi các mức ưu tiên bằng chương trình chúng ta lập trình vào để chúng ta thay đổi các mức ưu tiên của nó. Chúng ta thay đổi các tín hiệu ngắt, phân vùng ngắt của nó. Nếu được, nếu bit mà OCW2 R bằng 1, L bằng 1 thì bit L2 đến L0 ấy, sẽ đặt ở mức thấp nhất. Và cái bit mà N cộng 1 của nó và cái tín hiệu ngắt IRV N cộng 1 của nó sẽ tăng lên mức cao nhất. Hay nói một cách khác, nó sẽ như thế này, ưu tiên đặc biệt. Người lập trình có thể thay đổi mức ưu tiên bằng chương trình. Mình có thể thay đổi mức ưu tiên bằng chương trình. Nếu các bit OCW2 mà có R1 và L bằng 1
sẽ bằng bằng 1, L bằng 1. Thì các biết là thì các biết từ L2 đến L0 sẽ đặt IRWIN xuống mức thấp nhất. Và INV là cộng 1 lên mức cao nhất. Đây, chúng ta sẽ có một cái bảng như sau. Đây bạn ơi, đây là D7. D7 nó tương ứng với là R. D6 tương ứng với L. D5 tương ứng với LI. D4 tương ứng với 0. D3 tương ứng với 0 luôn. D2 tương ứng với L0. D1 tương ứng với DL1. Và D0 tương ứng với L2. Và các mức ưu tiên đặc biệt này, ta thấy là từ D1 cho đến D2 nó là liên quan đến cái chốt độ ưu tiên đặc biệt. D1, D2, D3 luôn là ưu tiên chế độ đặc biệt, ghi hiệu bằng màu đỏ. Và từ các cái EOI này, đây cái EOI đây, cái EOI này nó chính là nếu mà EOI bằng 1 với R bằng 0, SL bằng 0 thì nó sẽ báo kết thúc ngắt chương trình bình thường. Kết thúc ngắt bình thường. Đấy. Còn đối với việc mà chúng ta cho là R bằng 1, SL bằng 1 thì cái bit từ L2 đến L0 này, L2 đến L0 sẽ đặt ở mức thấp nhất. Còn IRQ N cộng 1 sẽ lên mức cao nhất. Đối với trường hợp đây, con này đấy. Tiếp theo chúng ta sẽ qua cái phần OCW3. Đối với phần này thì sẽ là nó cho phép đọc và đặt kênh nghi SR và kênh nghi khác bit 8259.
khi mà ESMM ấy bằng 1 ấy, và ESM bằng cho phép đặt xóa chế độ mặt hàng đặc biệt, chế độ mặt hàng đặc biệt nó chỉ cấm IRW và cho phép tất cả các IRW còn lại được yêu cầu mát. Đây chúng ta đọc bảng thôi, đọc bảng ra chúng ta thấy đây nó là 8 bảng, bên dưới là 2. Đây bây giờ ứng với 7 á thì nó chính là tín hiệu 1, còn cái ESMM ấy ngoài tương ứng với 6, đây là 5, thì phía dưới là tín hiệu SMM, nó là viết tắt của chữ tiếng Anh. 4 là 0, 3 là 1, 2 là B, 1 là tín hiệu RR, VR, đây là RIS, đây là 0. Đấy, thì trong trường hợp ấy, mà trong trường hợp mà SMM này, đây này, nó cho phép đối với OCR3 là nó cho phép đọc và đặt các giá trị ISR, giá trị ISR và các thanh ghi khác nhau của bit 8259. Khi mà ESMM bằng 1 ấy, thì nó sẽ cho phép đặt xóa ở chế độ đặc biệt. Chế độ mặt hà đặc biệt này chỉ cấm IRW và cho phép tất cả các IRW còn lại. Nó chỉ cho phép là cấm một IRW thôi. Nó cấm một IRW nhưng mà nó cho phép tất cả các IRW còn lại được yêu cầu ngắt. Đấy. Được yêu cầu ngắt. Nghĩa là nó chỉ cấm một cái thôi, nhưng mà toàn bộ cái khác là nó cho trong trường hợp là SMM bằng 1. Chúng ta lưu ý thêm một điều, nó là chúng ta nhìn thấy này, D4 thì nó bằng 0, D3 thì nó bằng, đối với OCW3 thì D3 nó bằng 1. Đấy. Bit B, bit B này là bit B này dùng để làm gì? Bit B này là nó cho phép bit 8259 làm việc với CPU ở chế độ hồi áp, cho phép bit làm việc ở chế độ hồi áp và không cần qua các tín hiệu INTA. Đấy, INTA. Và đồng thời thì bit B1 nó bằng 1 và bit B này bằng 1 thì bit có thể coi là tín hiệu điều khiển đọc RD như là tín hiệu INTA. Nếu B bằng 1 thì bit coi tín hiệu điều khiển tín hiệu điều khiển đọc RD như là tín hiệu INTA. Đấy. Còn cái bit RR này, bit RR này, đấy, RIS này, thì nó vai trò của nó là gì? Nếu RR bằng 1
bằng một thì sao? Bằng một thì và rsi đi mà không, trong hợp rsi đi mà không nữa. Thì hai trường hợp này nó sẽ báo cho chúng ta là tổng hợp này, nếu mà R1 RSI mà không thì nó sẽ báo là sẽ đọc IRR ở lệnh đặt tiếp theo sau, và nếu mà trong trường hợp R bằng 1 và RIS nó bằng 1 nữa thì báo sẽ đọc IRR ở lệnh tiếp sau. Đấy, ra trường hợp này nó sẽ báo là sẽ đọc cái tín hiệu IRR ở lệnh đọc tiếp theo. Đây, nó sẽ có hai trường hợp mà nếu như là ta để ý. Bằng 1 rồi RS bằng 1 nữa. Đấy, thì nó sẽ báo cả hai trường hợp đây. Đây, trường hợp này. Và thứ trường hợp này. Nhắc lại một lần nữa, nếu mà RR nó bằng 1 và RIS bằng 0 thì tổng hợp cả hai trường hợp này lại thì báo nó sẽ báo đọc tín hiệu IRR ở lệnh đọc tiếp theo. Còn nếu mà RR bằng 1, RIS bằng 1 thì nó sẽ báo cho là sẽ đọc tín hiệu IRR ở lệnh đọc tiếp theo. Tiếp sau nó đó. Nó nhìn lại sẽ lại. Kết thúc cái bài nhật ký học tập tại đây.